Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Mơ. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính có trong video ngày hôm nay. Câu lạc bộ La Liga và chiếc bánh vẽ Tuấn Anh nghiêm túc hay chỉ là chiêu trò đánh bóng? FC Heerenveen sắp có nhà tài trợ Việt Nam, Văn Hậu sẽ được đá chính. AFC chọn siêu phẩm của Quang Hải là khoảnh khắc đẹp nhất vòng chung kết U23 châu Á. Phù thủy Park Hang-seo tiếp tục gieo sầu cho đồng nghiệp. Và bây giờ sẽ là những thông tin chi tiết. Câu lạc bộ La Liga và chiếc bánh vẽ Tuấn Anh nghiêm túc hay chỉ là chiêu trò đánh bóng? Mới đây, thông tin Deportivo Alaves muốn mời Nguyễn Tuấn Anh sang thử việc đang được người hâm mộ quan tâm. Nhưng đây là một đề nghị nghiêm túc hay chỉ là chiêu trò để đánh bóng? Nguyễn Tuấn Anh đã có màn hồi sinh xuất sắc trong màu áo của đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 kể từ tháng 9 vừa qua. Đôi chân pha lê của tiểu Mozart lại là lướt trên thảm cỏ xanh và đốn tim người hâm mộ cả nước. Vẫn vẻ tài hoa, tinh tế, chàng nhô làm sống lại những cảm xúc tươi đẹp anh từng tạo nên cùng lứa U19 Việt Nam. Có thể thấy, qua từng đợt tập trung cùng huấn luyện viên Park Hang-seo và các đồng đội, thủ quân của Hoàng Anh Gia Lai chơi ngày càng hay hơn, thấm nhuần triết lý bóng đá của ông thầy người Hàn. Giờ đây có thể nói, Tuấn Anh đã trên đường trở lại với thương hiệu mà anh đã dày công xây dựng trong quá khứ. Mới đây, tiền vệ gốc Thái Bình trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu nước nhà sau thông tin được câu lạc bộ Deportivo Alaves đang thi đấu ở La Liga Tây Ban Nha mời sang thử việc 2 tuần. Đây là một tín hiệu rất vui khi chứng tỏ đẳng cấp và danh tiếng của Tuấn Anh đã lan đến trời Âu. Và nếu mọi thỏa thuận được thông qua, bóng đá Việt Nam sẽ có thêm một đại diện sang lục địa già học hỏi và tập luyện sau Công Phượng và Văn Hậu. Hãy khoan nói đến việc Tuấn Anh có được chiêu mộ hay không vì đó sẽ là một câu chuyện rất dài. Nhưng nếu được sang xứ sở đấu bò trong 2 tuần, chắc chắn anh sẽ thu được rất nhiều điều bổ ích. Song, nếu tỉnh táo nhìn về những chi tiết có phần nghịch lý của loạt thông tin này, có thể thấy nhiều khả năng đây chỉ là cái bánh vẽ mang thiên hướng đánh bóng tên tuổi câu lạc bộ hơn là một lời đề nghị nghiêm túc. Đầu tiên, hãy dựa vào thời điểm Alaves đón Tuấn Anh, trong trường hợp thỏa thuận thông qua sẽ rơi vào cuối tháng 1/2020 hoặc đầu tháng 2/2020. Lúc đó, rõ ràng chàng nhô sẽ đến chỉ để tập và giao lưu vì phiên chợ đông của La Liga đã đóng cửa vào cuối tháng 1/2020, từ mùng 2 tháng 1 đến 31 tháng 1. Tiếp đến, theo điều lệ của La Liga, mỗi câu lạc bộ chỉ được đăng ký 3 cầu thủ ngoài EU và hiện tại Alaves đã có đủ số lượng. Với Rodrigo Eli, Lisandro Magala và Dani Torres, còn trường hợp Mubarak Wakaso không được tính theo điện ngoài EU. Như vậy, nếu thực sự muốn đưa Tuấn Anh về để lấp vào chỗ trống mà Thomas Pina bỏ lại sau khi dính chấn thương như đã nói, thì câu lạc bộ xứ Basque phải hy sinh một trong 3 cầu thủ Nam Mỹ kể trên. Và cuối cùng, chắc hẳn người hâm mộ Việt Nam chưa quên chính Alaves đã 2 lần đặt vấn đề với Nguyễn Quang Hải sau chiến dịch Asian Cup 2019, rồi tất cả cũng trôi vào bóng đen quên lãng. Được biết, đại diện của La Liga thật sự không nắm rõ thông tin từ các cầu thủ Việt Nam và phải nhờ đến một bên trung gian. Chính vì thế, câu lạc bộ Hà Nội đã không đi đến thỏa thuận sau cùng để đưa Quang Hải sang Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết, để Hải được xuất ngoại cần có cả một lộ trình dài hơi và nghiêm túc của câu lạc bộ nhằm chuẩn bị cho em đầy đủ cả về kiến thức chuyên môn, tiếng Anh cũng như sự tự tin để khỏi bỡ ngỡ khi thi đấu ở nước ngoài, chứ không phải là nóng vội mà được. Khi nào thấy Hải đã thích hợp xuất ngoại thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho em đi. Từ những lý do đó, những người yêu mến Tuấn Anh có quyền hoài nghi, đặt dấu hỏi về sự nghiêm túc và khả thi với chiếc bánh vẽ của Deportivo Alaves và thời gian sẽ trả lời tất cả chúng ta. FC Heerenveen sắp có nhà tài trợ Việt Nam, Văn Hậu sẽ được đá chính. Theo tiết lộ từ giám đốc điều hành câu lạc bộ FC Heerenveen ở Hà Lan, đội bóng này đang trong quá trình đàm phán ký hợp đồng tài trợ với một công ty Việt Nam. Nếu điều này thành hiện thực, hậu vệ trái đội tuyển Việt Nam là Đoàn Văn Hậu rất có thể sẽ được ra sân chính thức nhiều hơn. Chia sẻ thông tin trên tờ Leeuwarden Courant Hà Lan, ông Zoreman, giám đốc điều hành FC Heerenveen tiết lộ, khả năng một công ty Việt Nam trở thành nhà tài trợ chính của FC Heerenveen đang rất rõ rệt. Chúng tôi đã cử một phái đoàn đến Việt Nam vào tuần trước. Tìm kiếm một nhà tài trợ là ưu tiên của chúng tôi lúc này, nhưng FC Heerenveen không vội vã. Chúng tôi muốn hợp đồng kéo dài 3 mùa giải, với số tiền tài trợ 750.000 euro trên mùa, tổng khoảng gần 60 tỷ đồng trong 3 mùa giải. Ban lãnh đạo dành nhiều thời gian và công sức cho việc tìm nhà tài trợ.
chúng tôi vẫn đang liên hệ với nhiều tập đoàn lớn khác. Việc tìm kiếm nhà tài trợ cho câu lạc bộ đã được SC Heerenveen xúc tiến nhiều tuần nay, bởi câu lạc bộ đang rất cần kinh phí để trả lương cho các cầu thủ, cũng như giành lấy các mục tiêu quan trọng ở mùa giải năm nay. Nếu việc ký hợp đồng tài trợ với công ty ở Việt Nam thành hiện thực, rất có thể Đoàn Văn Hậu sẽ được ra sân nhiều hơn, vì đây chắc chắn là điều khoản không thể thiếu nhằm đảm bảo lợi ích giữa hai bên. Hiện tại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại đội tuyển Việt Nam, Đoàn Văn Hậu đã nhanh chóng trở lại Hà Lan để hội quân cùng đồng đội trong màu áo SC Heerenveen để tiếp tục cho những trận đấu sắp tới tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Từ khi ký hợp đồng với Văn Hậu, fanpage của đội bóng này đã tăng từ 73.000 theo dõi lên con số gần 400.000 người theo dõi, cho thấy hiệu quả khủng khiếp về mặt truyền thông của hậu vệ cánh đội tuyển Việt Nam. AFC chọn siêu phẩm của Quang Hải là khoảnh khắc đẹp nhất vòng chung kết U23 châu Á. Trước thêm vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan, AFC đã chọn ra 5 trận đấu đáng nhớ nhất kể từ khi giải đấu này được tổ chức. Vòng chung kết U23 châu Á lần đầu được tổ chức vào năm 2014 tại Oman. Đây là nơi phát hiện ra rất nhiều tài năng của bóng đá châu Á như Minamino của Nhật Bản, Chanathip của Thái Lan hay Quang Hải của Việt Nam. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 là lần thứ tư giải đấu này được tổ chức. Trước thêm giải đấu tại Thái Lan, Liên đoàn bóng đá châu Á đã chọn ra 5 trận đấu đáng xem nhất trong tất cả các lần giải đấu được tổ chức. Trong đó, trận chung kết trong tuyết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan với siêu phẩm cầu vồng trong tuyết của Quang Hải được chọn là khoảnh khắc đáng nhớ nhất, trang chủ của AFC viết. Trận chung kết năm 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan là một trận đấu có tất cả mọi thứ hấp dẫn nhất, trong đó bao gồm cả siêu phẩm cầu vồng trong tuyết đã đi sâu vào tâm trí của người hâm mộ Việt Nam. Đây là trận chung kết sẽ sống mãi trong lòng các cổ động viên Việt Nam và xứng đáng là trận đấu kết thúc giải đấu đáng nhớ của họ. Dù bị vươn lên dẫn trước từ rất sớm, nhưng U23 Việt Nam không hề bỏ cuộc. Sau tình huống đi bóng khéo léo của Công Phượng, Việt Nam được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Trên chấm đá phạt, Quang Hải đã vẽ lên một đường cong tuyệt vời mà sau này cổ động viên Việt Nam so sánh với hình ảnh cầu vồng trong tuyết để hạ gục thủ môn của Uzbekistan. Một khoảnh khắc tuyệt vời trên phong nền tuyết trắng tại Thường Châu. Dù sau đó, U23 Việt Nam không thể giành được chức vô địch, nhưng hình ảnh này mãi đi sâu vào tâm trí của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với Triều Tiên, UAE và Jordan. Đây có thể coi là bảng đấu vượt sức với Quang Hải và đồng đội. Hy vọng tấm huy chương vàng ở SEA Games 30 vừa qua sẽ là bàn đạp và tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ ở giải đấu sắp tới, khi đây cũng là vòng loại cho Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Phù thủy Park Hang-seo tiếp tục gieo sầu cho đồng nghiệp. Thêm một chiến lược gia bị đá bay ghế sau khi đội nhà thảm bại trước Minh đoàn Rồng Vàng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước trận chung kết SEA Games 30 gặp Việt Nam, truyền thông Indonesia loan tin huấn luyện viên Indra Syafri nhiều khả năng sẽ được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 nước này giống như vai trò của chiến lược gia Park Hang-seo. Màn trình diễn thảm hại trong trận chung kết thua UEFA Việt Nam với tỷ số 0-3 khiến mọi thứ thay đổi chóng vánh. Cổ động viên bóng đá Indonesia đã quay sang chút giận lên vị thuyền trưởng U22 Indonesia. Họ khẳng định ông Syafri không có phương án thích hợp ứng phó với Việt Nam sau khi Evan Dimas dính chấn thương. Thêm vào đó, trang CNN xứ vạn đảo cho rằng huấn luyện viên Indra Syafri thường hay nói hơn làm và sự tự tin thái quá của chiến lược gia này là nguyên nhân chính dẫn đến team Garuda thất bại. Tại SEA Games 30, U22 Indonesia liên tục bại trận trước Việt Nam với tỷ số 1-2 ở vòng bảng và 0-3 trong trận tranh chức vô địch. Nếu tính luôn trận thua 0-1 của U23 Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2020 tại Mỹ Đình, thầy trò huấn luyện viên Indra Syafri đã 3 lần liên tiếp thúc thủ trước phù thủy Park Hang-seo chỉ trong vòng 9 tháng. Truyền thông Indonesia hôm nay loan tin, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI Mochamad Iriawan vừa lên tiếng sẽ không đàm phán hợp đồng với huấn luyện viên Indra Syafri sau khi U22 nước này thua đậm 0-3 trong trận chung kết SEA Games 30 trước Việt Nam. Hiện tại, PSSI đang gấp rút thương thảo với các ứng viên Luis Milla, Shin Tae-jung, Vincenza Ennet để đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng Indonesia. Trong diễn tiến mới nhất, tờ Indosport tiết lộ, đồng hương của huấn luyện viên Park Hang-seo là Shin Tae-jung đã từ chối PSSI để sang Trung Quốc dẫn dắt câu lạc bộ Shenzhen. Như vậy, tướng Indra Syafri là nạn nhân mới nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước đó, sau trận thua Việt Nam tại bảng G vòng loại World Cup 2020, huấn luyện viên trưởng người Hà Lan Bert van Marwijk đã bị Liên đoàn bóng đá UAE sa thải.
Có một sự trùng hợp thú vị là tướng Park rất có duyên với các chiến lược gia người Hà Lan. Sau trận giao hữu thua Việt Nam 0-2, huấn luyện viên trưởng U22 Trung Quốc Ngưu Hiết Đình cũng bị liên đoàn bóng đá nước này chấm dứt hợp đồng. Kể từ tháng 9 đến nay, thầy Park đã khiến hai huấn luyện viên đẳng cấp World Cup bị bật bãi. Tướng Park về mặt nào đó có thể ví như là sát tinh đối với các đồng nghiệp. Các đội tuyển quốc gia Việt Nam ngày càng thành công thì số lượng huấn luyện viên của đối thủ mất việc ngày càng tăng cao. Anthony Hay của Myanmar, Alexander Gama, Sirisak Jotsathai Thái Lan là ba nạn nhân của thầy Park trong quá khứ. Tính luôn cả Indra Seafri, Bethan Marwick và Gil Hiddink, phù thủy Park Hang-seo đã đá bay ghế huấn luyện viên trưởng của 6 đồng nghiệp. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý xem. Và đừng quên hãy nhấn like, subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.